Hello anh chị à, lại là em Quang xe lướt đây quý anh chị ạ. Hôm nay em Quang về được một con Hyundai Santa Fe mới xăng bản cao cấp sản xuất 2022 nha quý anh chị. Con này thì mới đi 13.000 km thôi quý anh chị ạ. Xe một chủ từ đầu đăng ký hơn lần đầu là tháng 9 2022 nha quý anh chị. Con này em vừa lấy về tối qua luôn. Thì xe còn rất là dơ và bẩn, và sáng nay em sẽ quay lên quý chị sơ bộ nhé. Thì hôm nay cái vẫn điểm quay mọi thường, nhưng mà hôm nay trong đây có một cái event khá là ồn, không biết có ảnh hưởng đến video không. Thì quý anh chị nếu mà video có ồn thì quý anh chị thông cảm giúp em nhé. Xe này ngoại thất xe thì chưa được dặm tút chỗ nào cả nha quý anh chị. Trong lịch sử hãng cũng chưa được dặm sơn chỗ nào cả. Xe sơn zin 100% nha quý anh chị. Chưa chạy xước chỗ nào hết. Con này thì được nhà hãng đang chào giá bán là 1.260.000 nha quý anh chị. 1.260.000 chưa lăn bánh. Và kêu mùng 1 tháng 7 được nhà nước giảm thuế gì đó, nhưng mà hiện tại thì chưa có công văn chính thức nha quý anh chị. Hôm nay thì mùng 1 cũng là mùng 1 tháng 7 đây. Nhưng mà chưa có công văn chính thức là được giảm thuế đâu nha quý anh chị. Thì nhà trong hãng đang bán chào bán 1.260.000 lăn bánh là tầm vô tầm 1.3 mấy chục nha quý anh chị. Xe thì rất mới em Quang, thì con này em Quang đang chào giá bán chỉ có 1.110.000 thôi quý chị ạ. Quý chị mua thì tiết kiệm được khoảng hơn 200 triệu so với xe mới nhé. Hyundai Santa Fe thì được trang bị rất là nhiều đồ chơi và công nghệ nha quý chị. Ở phía trước này quý chị xem này, mẫu mới thì nó sẽ mẫu này mẫu mới nhé. 2021 đã có mẫu mới rồi, nhưng con này 2022 thì chắc chắn sẽ là mẫu mới rồi. Thì ở phía trước được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng là full led luôn nha quý anh chị. Mỗi bên là 2 pin led, hai bên là 4 pin luôn nha quý anh chị nhé. Đèn led định vị ban ngày, đèn led mở gấp lái, rồi cốt pha là led hết nha quý anh chị nhé. Có cam 360 phía trước luôn này. Camera 360 là cam này zin theo xe nha quý anh chị. Ở phía dưới biển số có thêm một cái radar. Radar này để sử dụng adaptive control, và hệ thống bấm đuôi là hệ thống bấm đuôi quý anh chị, và phanh khẩn cấp nhé. Mâm này mâm phay hai màu. Kích thước mâm là 19 inch nha quý anh chị. Đây, mâm rất là đẹp luôn. Mâm hình ngôi sao 5 cánh mẫu mới này nha quý anh chị. Mẫu cũ thì cũng là mâm phay hai màu, nhưng mà lại là văn hoa, nan hoa thôi. Ở trên gương này, trên gương thì có cảnh báo điểm mù này, rồi xi nhan báo rẽ này, cam 360 nè. Xe này thì quý anh chị biết rồi, Hyundai xe Hàn thì và Kia sẽ rất là nhiều trang bị công nghệ, đồ chơi, rồi theo xe, tất cả theo xe hết nha quý anh chị. Được chủ xe lên thêm một bộ lốc sàn 5D nè quý anh chị. Khá là dơ nhá. Rồi, hôm nay em sẽ về và dọn rửa lại. Đây hôm qua đi về thì mưa lớn quý anh chị Sài Gòn, nếu mà anh chị nào ở Sài Gòn hôm qua cũng biết rồi, mưa rất là lớn luôn, mưa mấy tiếng đồng hồ liền quý anh chị ạ. Xe thì nội thất mẫu mới này sẽ được trang bị nội thất hai màu giống như bản cao cấp ở phía trước của mẫu trước nha quý chị, với da hai màu đỏ đen. Ghế thì có ghế tài thì có hai vị trí nhớ ghế nhé. Đây, vị trí nhớ ghế hai vị trí nè, rồi ghế điện luôn, chỉnh 10 hướng nha quý chị, có bơm lưng luôn. Xe thì nãy em nói 13.000 km, nhưng mà hiện tại giờ mình em nhớ nhầm thôi, 14.000 nha quý chị. Đây nổ máy cho quý chị xem. Ở trên vô lăng đây được tích hợp rất là nhiều phím bấm luôn. Những phím bấm này để hỗ trợ lái khá là tốt nha quý chị nhé. Ở đây là có cảnh báo, có giữ làn đường nè. Giữ làn đường là khi mình bấm này mình chạy lệch làn thì vô lăng sẽ tự động đánh lại khi vào làn của mình nhé. Lốp xe hơi non tí quý chị. Đây có một lớp hơi non, có áp suất lốp trên xe luôn, zin theo xe luôn nha quý chị. Rồi hệ thống bám đuổi nè, bám đuôi nè. Xe trước chạy nhanh thì mình chạy nhanh, xe trước chạy chậm xe mình cũng tự động chạy chậm nha quý chị nhé. Đặc biệt ở khu vực này nè quý chị, khu vực này là được thay đổi hoàn toàn luôn nhé. Vào khi mình vào số mình chỉ cần một chạm thôi, gạt không cần gạt lên gạt xuống gì cả, bấm D là vào D, bấm N vào N, bấm R là vào R nhé. Và mod chuyển chế độ lái quý chị, sport nó có 4 chế độ lái nha quý chị. Đây, Sport, Comfort, Eco, Sport và Smart luôn nha quý chị. 4 chế độ lái và chế độ lái địa hình nữa. Đây, đây em ạ. Rồi. Ở trên đây có cả sấy vô lăng nè, sấy ghế nè, làm mát ghế nè,
rồi cam 360 hỗ trợ đổ đèo auto hold rồi rất là nhiều luôn. Đây cam 360 rất nét luôn quý chị, cam 360 thì em đã quay nhiều cho quý chị xem rồi, rất là nét luôn, nét như là cam điện thoại luôn nha quý chị. Đây đấy rồi có có xi nhan, nó xi nhan sẽ tích hợp vào thêm cái là cam cặp lề luôn nha quý chị. Mình đang xi nhan trái thì sẽ mở cam bên trái cho mình nè, xi nhan phải thì sẽ mở cam bên phải cho mình luôn. Rất là tiện luôn nha quý chị. Rồi phanh điện tử của xe thì nó sẽ để nằm ở đây, phanh tay nha quý chị. Thì nói chung là xe chưa giảm tút lần nào, hiện tại đang sơn zin 100%, nhưng mà nói chung là cũng có vài điểm nhỏ khi về em sẽ cho dọn lại và sẽ giảm lại sơn lại nha quý anh chị. Thì nếu mà chỗ nào em xử lý thì em sẽ xử lý, còn không thì em sẽ để zin cho quý anh chị luôn. Như đây ví dụ đây, nó bị chút xíu như vậy thôi nè, bị chút xíu thôi, thường thì em quay xe em chẳng giấu đâu quý anh chị. Đây em sẽ cho dặm lại nhé, thì nó chỉ bị chút xíu chỗ đó thôi, còn hầu như là không có bị chầy xước chỗ nào cả nha quý anh chị. Thì em dọn em cũng nhiều khi em cũng chẳng muốn dọn đâu, tại nhiều anh chị rất là thích để sơn zin nếu quý anh chị, còn khi mình về mình đi chầy xước nhiều thì mình sẽ tự làm lại sau, tại xe cũng còn bảo hiểm 2 triệu quý anh chị ạ. Ở phía sau xe thì là cốp điện nha quý anh chị nhé, cốp điện có thêm một cái cảm biến phương tiện cắt ngang đó quý chị. Khi mình đi đang dè thì nếu mà có xe mà đi ngang thì xe sẽ tự động phanh lại nha quý anh chị nhé. Hàng ghế thứ hai ở đây nó có nút bấm nè, hàng ghế thứ hai khi mình muốn gập ghế lại để chất độ mình cần một chạm thôi là ghế sẽ tự động gập lại nha quý anh chị. Đây gập lại luôn đấy, có cửa gió và dàn lạnh ở điều hòa hàng ghế thứ ba luôn, có cổng sạc 12V luôn nhé quý anh chị. Xe được trang bị 3 dàn lạnh, xe nó tuy là 5 cộng 2 thôi, 3 dàn lạnh cũng khá là ok quý anh chị. Màu này là màu đỏ đô nha quý anh chị nhé, màu đỏ đô. Nếu mà con này mà để màu đỏ tươi thì nó thật sự là nó không không đẹp đẹp lắm. Cái màu này em thấy là rất là hay nè, đi sạch nữa quý anh chị. Màu đỏ tươi thì đi rất là nhanh dơ. Xe thì em bán ra trước giờ em đều cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, không gầm hộp số máy móc là nguyên zin rồi quý anh chị ạ. Quý anh chị nào mà mua ở xa thì em sẽ đem tận hãng mà gần nhà mình nhất nha quý anh chị. Hãng Hyundai gần nhà mình nhất, ví dụ như quý anh chị ở ở ngoài Hà Nội đi, em sẽ đưa xe ra tận ngoài Hà Nội và ở hãng Hyundai ngoài Hà Nội cho quý anh chị kiểm tra xe và test xe ngoài đó luôn nhé. Nếu mà có lỗi thì em sẽ đền gấp đôi cọc, và nếu không lỗi thì mình cứ tiếp tục lên hồ sơ và ký mua bán rồi em rút sẽ rút gốc sau nhé. Xe này vẫn hỗ trợ vay ngân hàng 70% định giá ngân hàng. Quý chị nào mà ví dụ như tài chính thấp hoặc là mình muốn để tiền để vốn làm ăn thì mình dùng đồng 7 ngân hàng nhé. Con này quý anh chị chỉ cần trả trước khoảng 400 triệu là nhận được xe rồi nha quý anh chị, 400 triệu thôi là nhận được xe rồi. Cảm ơn tất cả quý anh chị mà quên, sorry, dòng xe này đi rất là thích luôn quý anh chị ạ. Bây giờ em sẽ đi một vòng mà cho quý anh chị trải nghiệm luôn nhé. Đi cách âm rất là tốt quý anh chị ạ. Thật sự là ai chê nói xe hàng đi không thích này kia, nhưng mà em thấy thật sự đi xe hàng cũng rất ok, rất là ngon quý anh chị, cách âm rất là tốt luôn. Đây, vào số chỉ cần một chạm thôi. Nhưng mà được bị cái xe hàng em không thích ở chỗ là quý chị chắc anh quý chị cũng biết, rất dễ lỗi thời em quý chị, tại vì 2 năm mấy 3 năm là xe đã ra mẫu mới rồi đấy. Chạy lên tốc độ này đạp lên rất nhanh luôn, mới là chưa gì đã lên gần 80 rồi quý chị ạ. Nếu mà quý chị đi không đạp mà kiểu max max speed như em á thì xe rất là êm nhé, lên số vào số rất là kiểu như nó rất là mượt luôn, cảm giác như là mình không biết xe vào số đâu quý anh chị ạ. Vâng, và em cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip của em nhé, đã ủng hộ em thời gian vừa qua. Thì có rất nhiều anh trai cũng đã lên em để trải nghiệm thử xe rồi, tuy rằng không mua nhưng em cũng rất là vui nhé. Thì được anh em các anh chị ủng hộ em, vậy là em quá vui rồi. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip của em.
Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo.